Lúc kia ăn thì rửa tay cho rồi. Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ làm món tiết canh vịt. Để làm được món tiết canh vịt ngon đấy thì mình cần có một chai nước mắm này, nước hạt dổi. Đây mình lấy ra hai hạt rồi, cái này hạt dổi để cũng rắc lên trên rất nhiều nha, còn đỏ luôn. Xả, cái này cũng là một nguyên liệu không thể thiếu đấy. Rau răm là nước chấm này. Xì dầu, dầu là nước chấm này. Đi mua được con vịt lại nha, nó to to mấy, nó tầm 1.8-2 cân để còn và béo để to vịt lại. Mình xem béo lắm, béo. Em muốn cắt tiết cho nó được nhiều tiết đấy các bạn. Không biết mọi người cắt như nào, có người cắt cánh, có người cắt nách trọng ở chỗ trong giữa, có nhiều người cắt ở đây. Nhưng mà mình thì mình cắt cổ nhưng mà mình mình không dám quay thì nó vi phạm cộng đồng ấy. Nhưng mà mình mô tả cho mọi người biết nhé, là vặt hết lông thì chúng ta lấy dao rạch rạch cái lớp da ngoài thôi, chúng ta tìm lấy cái tia nó nhé. Mọi người lấy cái tia ở hai bên cổ này nó có hai tia, một tia hồng và một tia đen. Thì mình moi nó ra và chúng ta giữ lấy cái cuống họng đó với lại cái cổ nó, và chúng ta luồn con dao nhỏ và chúng ta cắt lấy hai cái tia đó nhé. Và như vậy là tiết nó sẽ rất là sạch. Làm nhìn nó dã man lắm, mình quay đây là vi phạm cộng đồng ngay, nhưng mà kệ nó, mình không quay đâu, mà mình vẫn phải làm. Làm như vậy nó mới được nhiều tiết, tiết nó mới đảm bảo, nó được tiết. Nếu con vịt như mình, con này là được 1.8 cân, mấy mình cân này là 1.8 cân này, thì mọi người thấy mình khoảng tầm hơn chén nước. Đây là lấy cho mình một cốc nước này. Mình cho nhiều quá, nó nhiều cũng không sao, nó nhiều tí tiết nó lắng xuống mình để vớt cái nước nó ra. Bạn đổ cho mình các bạn đo bằng cái ly này chuẩn nhất này. Con vịt này các bạn lấy cho mình một ly này nhé. Mắm này ở trong miền Nam nên là mặn lắm các bạn. Đầy một ly nhé. Con lấy cho mình đầy một ly này. Cho thêm một tí nữa. Bạn không sợ mặn đâu, bởi vì tí cái nước nó lại ấy lên trên này. Cho thêm một tí nữa. Thì nó đông mất. Nó vào vàng này. Cắt tiết rồi. Rồi, nên giai đoạn cắt tiết thì mình không quay nhé. Dịch đây là mình đi cắt tiết. Để đây á. Để làm nhân cái canh thì anh em ăn. Để không dịch nhé. Để
cổ của nó. Tay cổ này, lọc lấy cổ. Đây là một cái gì là làng, nó béo. Thì là một béo. Thì nó mềm, ngon. Hôm nay là được 1,8 cân. Sẽ lọc được cái xương. Đặt vào xe theo lồng cổ. Cắt cổ mà nó dính vào cái xương thôi nha mọi người. Quá cái mình bẻ chết nó mình mới mình mới nó mới tuyệt tuyệt thôi. Mình lấy cái cổ này đã băm làm nhân. Sống lưng ra. Đây, lấy cái cổ này là băm nhỏ. Thêm một cái cánh nữa. Cái đầu cánh. Thêm cái đầu cánh là băm nhỏ. Oh, ăn được hết rồi. Băm nhỏ nó vào đấy sống rào này. Ôi, nó biết rồi. Bố làm nó chán chạy đi. Nha. Em rang cho nhỏ lửa thôi nhé, nhỏ lửa thôi, chỉ lửa thôi bé, đừng cho to quá thì nó cháy, mất ngon. Thank you.
rang khô nhé. Và thường nhé. Cho vào đi. Đó là các bác. Cái chỗ tiết này là vừa tầm, không được đánh nhiều, đánh 5-6 bát cũng được, nhưng mà 1 bát ít người là nhiều. 4 bát này đây làm tiết canh. Đây cái váng này cái váng này em vào đỏ bỏ này. Giờ cho mì chính vào trong đấy. Ít nước nữa nha, nhiều nước quá cũng không được. Chín rồi. Chín rồi. Chứ sắp chín rồi. Sắp được rồi. Sắp ăn được rồi đấy con ạ. Ăn đâu? Ăn đấy. Ăn không? Ăn không?
4 người. 4 người thôi. 1, 2, 3. 3. Mẹ nữa là 4. Mẹ. Mẹ không ăn. Là cho 2 muỗng nước và 1 muỗng tiết này. Lúc kia ăn rửa tay. Được cho ở con nhá. Ăn không? Ăn tiết cay không xem? Chịt gà. Vâng. Quả đâu cứng luôn này. Cứng luôn nhé. Cứng đâu? Cứng luôn đây này. Ăn không có cứng à? Tuyệt vời. Ăn không? Ngon quá, thật quá. Thức luôn nhỉ? Làm luôn nhỉ? Chiến đấu luôn. Cắt quả chanh. Quả chanh thì sao rồi? Chanh. 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 Em ăn canh này để cho chanh nhé. Hạt dồi. Chanh, chanh. Hạt dồi. Hạt dồi cho vào sau cùng nhé mọi người nhé. Khi nó đông này chúng ta chỉ rắc ở trên mặt trên này. Đập cho nó nát rồi. Bố bà làm cái cho bà cười. Ăn luôn. Này, không được đâu nhá. Ăn không? Ăn. Ừ.
ăn thử. Món ăn của bạn toàn mẫu. Đừng đặt luôn này. Ăn à. Mời mọi người nhé. Thì con có nước ăn này. Thơm lắm này. Ăn thử miếng này. Ngon không? Để con ăn ít thôi. Thơm không? Thơm ăn rồi không? Đông lắm. Hôm nay làm thành công thế này. Ăn được không? Kinh như thế không? Ngon đấy. Ngon lắm, thơm. Nè, ăn miếng nữa. Ăn thử miếng nữa. Không ngon à? Vị nó là gì ấy? Ngon thế gì đâu. Đó. Ăn thử à. Ngon thế gì đâu. Ăn được không? Mặn. Thế là con trẻ con ăn ít thôi, ăn thế thôi. do cái tiết này mình hãm nó hơi mặn một chút nhưng mà không sao. Mình trẻ con nó ăn thì thấy mặn nhưng mà mình ăn thấy nó vừa. Ngon lắm. Đấy. Người lớn ăn được miếng to. Trẻ con ăn được Ăn được không? Ở lớp cô giáo toàn cho ăn đấy nhưng mà không dám ăn. Ở lớp cô giáo. Ở lớp làm gì có tiết canh này mà có. Ăn. Đấy đâu dám? Mùa trong con lợn hay con cá hay con... Nói điêu ở lớp làm gì có tiết canh? Có. Ăn được đấy. Vẫn bắt chắc. Không bắt đâu. Để tí cho mẹ ăn. Mình ăn cái này. Làm luôn con vịt anh ạ. Con vịt đi. Con thẻ vịt. Làm con ăn vịt đi. Một bát. Ăn một bát trước đã. Ngon lắm. Ăn được lâu lắm rồi mình không làm rồi. Lâu rồi mình không làm cái món này. Thực ra hãm cái tiết canh vịt này nhiều người là không hãm được đâu nhá. Mình dám khẳng định là các bạn nào mà chưa làm bao giờ thì không thể làm được, không thể hãm được cái tiết vịt. Trẻ con không được làm nhá. Nhưng mà qua cái hướng dẫn cũng như là mình làm cái video này thì cũng rất là mong mọi người sẽ biết cách pha nước để hãm nhá. Nhưng mà cái rất tiếc là trong phần vừa rồi mình không được phép quay cái cách cắt tiết con vịt đấy. Mọi người nếu không biết cắt thì chúng ta có pha nước có tốt đến mấy thì cũng không được đâu. Nó cũng sẽ bị đông hoặc bị dây, nó không hãm được đấy. Còn em ăn một tí đấy, ngon lắm. Bố mà làm thế đau bụng. Bởi vì con vịt đấy, quan trọng là chúng ta cắt, cái lúc cắt cái tiết nó ra đều hay không. Máy này nó cứ hay phải lấy nét nhỉ. Cứ hơi xa gần một tí chút là nó bắt phải lấy nét nên là hơi mờ mờ cái máy này. Tiếp tục gần mình hướng dẫn qua này. Cái con vịt mà hãm được cái tiết này ấy, quan trọng là lúc chúng ta cắt cái tiết. Và cái cắt tiết thì có nhiều người cắt trực tiếp vào nách, có người thì cắt ở cái chân, có người thì cắt ở cổ. Như mình ở cắt ở cổ thì mình moi mình moi hết cái cuống họng cũng như là cái cổ nó ra, xong mình mới luồn con dao vào mình cắt. Cắt thì chỉ lấy hai cái tia thôi, mình cắt lấy cái tia của nó. Cái tiết nó ra rất là đều, rất là nhiều. Đấy, một con vịt mà mình đánh được 4 bát, kể cả đánh được 5 bát, 6 bát vẫn đánh được nhá, mọi người nhá. Thế nên là qua cái video này mong rằng là mọi người sẽ biết cách pha cái tỷ lệ nước để chúng ta cắt tiết nhá. Để đảm bảo được cái tiết nó có tốt hay không ấy, thì cái công khâu đoạn mà chúng ta pha nước để hãm này. Đấy. Và cái công đoạn chúng ta cắt tiết này. Đấy.
bởi vì nó phụ thuộc vào cái liều lượng mặn hay là nhạt. Nếu mà mặn quá không được nhé mọi người nhé, cái nước mặn quá không được mà nhạt quá thì không được. Đấy. Nên qua cái video này thì mong rằng mọi người sẽ biết cách pha nước cũng như là biết cách để hãm và làm tiết canh ăn cho nó mát trong dịp mùa hè này. Tất nhiên là cũng không nên ăn nhiều nhé mọi người. Đây là mình lâu lắm rồi, hơn một năm nay mình mới làm đấy, hơn một năm nay mình mới làm ăn, cũng lâu lắm rồi cũng thấy thèm thèm, nên hôm nay đi mua có được con vịt là ngon quá về làm, cũng tranh thủ làm luôn ẩm thực cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé, và cũng chúc mọi người sẽ thành công, những người mà thích ăn tiết canh ấy sẽ thành công trong cái món vịt tiết canh này nhé. Nhiều người không biết làm đâu đấy, mình dám khẳng định là nhiều người không hãm được tiết và không làm được tiết canh vịt, tiết canh lợn với tiết canh bò hay tiết canh nói chung các con vật khác, con ngan, con ngỗng thì nó làm dễ hơn, nhưng mà vịt làm khó lắm, cái canh vịt làm rất khó. Rồi thế là mình sẽ kết thúc video tại đây nha, chào mọi người nha. Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm món vịt làng nhé. Đây chuyển sang ẩm thực. Mình sẽ đi vào trong cái làng để tìm xem có con vịt nào còn ngon. Trong làng này họ nuôi vịt làng nhiều lắm. Vịt canh, vịt làng. Cùng mình nha. Cho mọi người xem làng một chút. Làm bảo đâu chưa? Lúa này lúa nếp nếp ruộng à? Đúng rồi. Để lên trên này. Sao cất lên trên nhà đi? Để thế này nó chả mưa nó chả hắt vào à? À. Hay nhỉ. Để kiểu này. Thế là lúc nào mình ăn thì lại lấy xuống để vo à? Như này có khi chống được chuột nhá nhỉ? Ừ. Răng cả lưới này và chim bay vào lại mắc đây nhỉ? Có hay dính không? Luôn nếp ruộng. Ôi, đẹp nhỉ? Hạt ngon đấy. Cái này đồ xôi ngon đấy nhỉ? Làng luôn. Ba con này để giống à? Vịt đấy.
Ôi, vịt còn đầy ở trong kia đây nhỉ. Nuôi cả chim cút à? Nuôi nhiều ấy nhỉ. Chim cút gà trọi này. Rồi, nuôi chơi. Rồi, anh về đây. Anh bán lẻ gì? Một cân thử, bán cho một con này. Con sờ sờ xem con nào nó to nặng hơn nhau nhau à, thế thì bắt cho con được đi. Con lông mượt mượt đấy, đấy con này. Con này chắc nó dễ làm lông. Thế là đang cấy này phải bán đi thôi nhỉ, không là không có chỗ. Nó thả nó mới béo được. À đây con gà trọi to nhỉ. Cái cân á. Chở bán mà rồi, đây nó quá khô rồi. Đấy nhỉ, con này mới ngon đấy. Ủa, ủa nặng hết nhờ. Được, nhẹ mà con này là béo đấy. Tươi một tí. Cân đám.